Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các tỉnh miền Trung khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tập trung ổn định tình hình giao thông xung quanh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo ở Qatar đón khách trở lại sau 18 tháng sửa chữa. Sập giàn giáo công trình ở Vĩnh Long khiến một công nhân tử vong. Thưa quý vị, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra những trận mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn các sông đổ về, dẫn đến ngập cục bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Với phương châm nước rút đến đâu khắc phục tới đó, Công an huyện Hương Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng cùng với bà con nhân dân sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ngay sau khi mưa tạnh, nước rút dần, Công an huyện Hương Sơn đã huy động gần 200 lượt cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định lại cuộc sống. Trong đó đã tập trung lực lượng tổng vệ sinh, nạo vét bùn đất, tiêu trùng khử khuẩn tại các công trình trường học, trạm y tế, các trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn và đặc biệt là huy động lực lượng kịp thời hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình bị ngập sâu. Lãnh đạo công huyện đã chỉ đạo các lực lượng là giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ, đặc biệt là để phối hợp với các cơ quan đơn vị trường học là thu dọn bùn đất này, rồi là khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Nước lũ vẫn chưa rút hẳn, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, hiện nhiều vùng trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn trong tình trạng ngập sâu và cô lập. Công an các đơn vị địa phương tại đây vẫn đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng khiến nhiều nơi bị ngập lụt chia cắt, nhiều diện tích lúa hoa màu bị ngập úng, hư hại. Để giúp giảm thiểu thiệt hại, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên về các địa phương hỗ trợ nhân dân trong khâu thu hoạch. Tại vùng rốn lũ Nông Cống, mưa lớn những ngày qua đã khiến hơn 76 hectare diện tích lúa bị ngập úng, làm hư hỏng hệ thống kênh tiêu thoát nước nội đồng. Đoàn viên thanh niên huyện Nông Cống đã phối hợp với các lực lượng vũ trang và dân quân hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Ban thường vụ huyện đoàn Như Thanh đã chỉ đạo thành lập 29 đội hình thanh niên tình nguyện ra quân hỗ trợ giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả bão lụt. Đặc biệt như là việc tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ gặt lúa và hoa màu giúp bà con nhân dân, rồi tổng dọn vệ sinh môi trường và tặng quà nhu yếu phẩm cho những bà con bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Bệnh viện đa khoa, tức là trung tâm y tế dự phòng, là cái đơn vị mà thường xuyên phải có cái phương án để đảm bảo cái phòng chống dịch sau cái lũ. Đợt mưa lũ vừa qua tại Thanh Hóa đã khiến gần 200 hộ dân bị ngập sâu, gần 1.700 hectare lúa sắp thu hoạch bị ngập úng. Hiện các địa phương cũng đang nỗ lực tiêu thoát nước, khôi phục hệ thống kênh tiêu để cứu lúa. Tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh là 25 trường hợp, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, đây là số ca tử vong do sốt xuất huyết cao trong vòng 10 năm qua. Ứng phó với diễn biến này, Sở Y tế thành phố cho biết sẽ phân tầng điều trị sốt xuất huyết theo mô hình từng vận dụng để phòng chống COVID-19 hơn 2 năm qua. Ai biết luôn. Mô hình điều trị sốt xuất huyết của thành phố sẽ bao gồm 3 tầng, trong đó tầng 1 là các phòng khám tại trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám đa khoa, chuyên khoa. Tầng 2 là các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tuyến thành phố và các bệnh viện đa khoa tư nhân có điều trị bệnh lý nhiễm. Tầng 3 là các bệnh viện chuyên khoa nhiễm, bệnh viện bệnh nhiệt đới và các bệnh viện đa khoa được Sở Y tế phân công là bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết. Cái thời gian vừa qua thì người dân mình hơi lơ là cái chuyện sốt xuất huyết tại vì nó bị lấp liếm giữa cái chuyện mà dịch Covid. Thì cái triệu chứng sốt người ta cứ nghĩ là Covid, thì hiện tại cái Covid thì đa số là điều trị tại nhà. Nếu như các anh chị có triệu chứng của sốt xuất huyết, tức là chỉ cần sốt một ngày, thậm chí ngày 1, ngày 2 mà sốt không hạ, uống thuốc liên tục không hạ, thì nên đi đến các cơ sở y tế gần nhất. Ngành y tế thành phố cũng khuyến cáo tháng 10 này sẽ bước vào tháng cao điểm của bệnh tay chân miệng nên người dân phải lưu tâm hơn, tránh tình trạng dịch chồng dịch. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải trong thời gian khắc phục sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị võng cần tổ chức giao thông khoa học, phân luồng từ xa nhằm tránh tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông tại khu vực này. Trong những ngày đầu cấm lưu thông qua cầu, nhiều người dân cho rằng do chưa quen với lộ trình thay thế nên dễ xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy là một vài ngày đầu có sự ùn tắc nhưng mà sau đó thì đã giải quyết được nhờ cảnh sát giao thông đứng hướng dẫn. Hiện nay là có rất nhiều tình trạng là đi ngược chiều, mong cơ quan chức năng là sẽ điều người để ra vào những cái giờ xe đông để điều tiết.
Hiện các bên liên quan đang tích cực tìm biện pháp khắc phục sự cố cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Chúng tôi mời các cái ban ngành cũng như là một số chuyên gia để đánh giá về cái tình hình, đề ra một số cái giải pháp. Và sau đó thì chúng tôi sẽ kiến nghị với ủy ban thành phố thuê một cái tổ chức kiểm định để thực hiện cái việc giám định chất lượng công trình đó. Và chúng ta có thể hình dung là có hai cái bộ phận đang làm song song. Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết sẽ cố gắng hết sức để khắc phục sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong vòng tối đa 45 ngày với chất lượng sau khi sửa chữa sẽ được đảm bảo lâu dài. Thời điểm này, trong khi phần lớn các trường đại học trên cả nước đang chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, thì vẫn còn nhiều trường phải tiếp tục xét tuyển bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu ở mỗi trường. Đây được xem là cơ hội sau cùng cho những thí sinh chưa trúng tuyển đại học đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng chưa đúng như nguyện vọng. Trong vài năm trở lại đây, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thường không xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, năm nay trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với 8 ngành đào tạo thuộc 4 lĩnh vực: Địa chất, Khoa học vật liệu, Môi trường và Hải dương học với tổng chi tiêu là 200. Hiện có khoảng 60 trường đại học trên cả nước tiếp tục xét tuyển bổ sung ở nhiều ngành học. Khi mà các bạn đăng ký các nguyện vọng thì cũng nên lựa chọn các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên và các bạn nên lựa chọn nhiều nguyện vọng. Thực ra trong cái đợt 1 cũng có rất nhiều cái trường hợp là các bạn điểm rất là tốt nhưng mà các bạn không trúng tuyển tại vì các bạn chỉ đăng ký có 1-2 nguyện vọng. Đây là một cơ hội dường như là cuối cùng cho các bạn để các bạn có thể được trúng tuyển vào trong các trường đại học các bạn mong muốn. Do đó thì ngay bây giờ thì các bạn nếu có những cái thông tin gì còn thắc mắc thì các bạn có thể hỏi ngay, bạn hãy đến làm hồ sơ nhanh nhất có thể. Đặc biệt, các thí sinh phải tìm hiểu kỹ thông tin về phương thức xét tuyển, các tiêu chí phụ, điểm xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành và thời hạn nộp hồ sơ để tránh lỡ mất cơ hội vào đại học. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù mang sắc thái địa phương tại mỗi quận huyện, thành phố Thủ Đức đang được thành phố rất quan tâm đầu tư. Qua thời gian khảo sát và chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận 11 vừa cho ra mắt tour du lịch với chủ đề Quận 11 có một chợ lớn rất khác. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được diện kiến một chợ lớn rất khác thông qua tour du lịch do Ủy ban Nhân dân quận 11 thiết kế. Và điểm đến đầu tiên trong hành trình của chúng ta là Khánh Vân Nam Viện, có kiến trúc rất đặc biệt theo kiến trúc của Tam giáo, Phật Nho Lão, kiến trúc đặc trưng của người Hoa, được hình thành và phát triển gần 100 năm. Mà lão đảo chủ yếu là cái giáo nghĩa là lấy củ dưa của mình giúp cho những người vẫn còn thiếu kém. Nếu như điểm đến đầu tiên mang đến không gian trang nghiêm thiền định thì điểm đến thứ hai chính là khu chợ thiết với không khí sôi nổi nhưng cũng phảng phất một nét cổ kính rất riêng. Và điểm đến cuối cùng của tour du lịch này cũng rất là phù hợp, đó chính là khu ẩm thực Hà Tôn Quyền, một địa điểm bán sủi cảo nổi tiếng của thành phố. Tới đây, Ủy ban quận chúng tôi sẽ cùng với các phòng ban chuyên môn để khai thác thêm một số điểm là chùa Phụng Sơn Tự và chùa Giác Viên và đặc biệt là công viên văn hóa Đầm Sen và công viên nước Đầm Sen và sẽ nghiên cứu thêm một số cái phố đi bộ, phố kinh tế đêm. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, tái chế đầu lọc thuốc lá đã hút thành đồ chơi và các sản phẩm khác. Los Angeles làm mới bảng hiệu biểu tượng Hollywood. Thưa quý vị, hôm nay, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo ở Qatar đã mở cửa đón khách trở lại sau 18 tháng đóng cửa, sửa chữa và trùng tu. Đây cũng là thời điểm mà du khách quốc tế chuẩn bị đến Qatar theo dõi World Cup 2022. Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo hiện đang cất giữ hơn 11.000 hiện vật của 3 lục địa khác nhau từ 13 thế kỷ qua, trong đó có nhiều tác phẩm nghệ thuật Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới. Hôm nay là ngày chúng tôi mở cửa Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo, một trong những bảo tàng đẹp nhất trên thế giới. Bảo tàng có những kiến trúc tuyệt vời của thủ đô Doha xưa và nay, kết nối quá khứ với hiện tại. Tòa nhà bảo tàng nằm dọc bờ biển nhìn ra khu vực West Bay với khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi nghĩ bảo tàng là một nơi lý tưởng để giới thiệu văn hóa Hồi giáo vốn rất đẹp và có một lịch sử đáng kinh ngạc. Đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu điều này với du khách trên thế giới. Qatar là quốc gia có dân số 2,8 triệu người, nhưng chỉ có khoảng 380.000 người bản xứ. Dự kiến trong đợt World Cup này, Qatar sẽ tiếp đón lượng khách chưa từng có, lên đến 1,2 triệu người. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và phần đầu lọc còn lại cũng trở thành rác thải. Một doanh nhân trẻ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã biến rác thải từ thuốc lá thành nhiều sản phẩm mới có ích.
Anh Naman Gupta, chủ nhân của ý tưởng này, coi những mẫu thuốc lá như báu vật. Đây là nguồn nguyên liệu để anh chế thành đồ chơi và nhiều sản phẩm khác. Từ giấy của thuốc lá, chúng tôi sẽ làm ra giấy tái chế. Thuốc lá còn sót lại sẽ làm ra phân ngũ, còn phần đầu lọc thì dùng làm đồ chơi mềm hoặc gối nệm và nhiều thứ khác nữa. Từ lúc chỉ gom được 10 gram một ngày ban đầu, giờ đây công ty của anh Gupta đã thu gom được hơn 1 tấn đầu lọc thuốc lá mỗi ngày trên đường phố, rồi đưa về nhà máy để phân loại và tái chế. Ngoài việc giữ cho môi trường sống được sạch đẹp, chúng tôi còn kiếm thêm được thu nhập trong thời gian rảnh rỗi để trang trải chi phí cho cuộc sống. Theo anh Gupta, tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay, công ty anh đã tái chế hơn 1,2 tỷ điếu thuốc lá. Mong muốn của anh trong tương lai là có thể xử lý được hơn 300 tấn đầu lọc thuốc lá mỗi tháng. Một khu vườn ở Liban hiện đang trồng đến 72 giống nho khác nhau và được người chủ ở đây mô tả giống như một ngân hàng nho. Đây là khu vườn của Kaman Ensaikali ở ngôi làng Kfa Mekki. Người đàn ông này có niềm đam mê lớn với những quả nho và kế thừa kiến thức trồng nho qua nhiều thế hệ. Ý tưởng ngân hàng nho bắt đầu khi những người con học chuyên ngành nông nghiệp bảo tôi rằng tại sao không tập hợp các giống nho lại cùng một chỗ. Hiện chúng tôi đang trồng 210 cây nho thuộc các giống quý hiếm. Ông Saikali là thế hệ thứ tư trong một gia đình trồng nho. Người ta có thể đến mua nhiều loại nho, nhưng ông sẽ không bán những quả nho thuộc giống quý hiếm. Chúng tôi có 72 giống quý hiếm và đang hợp tác cùng các trường đại học để lưu giữ ADN của chúng. Đây là những giống cây nho mà cụ tổ của chúng tôi từng ăn và chế biến thành nhiều thứ khác. Trong bối cảnh Liban đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều ngân hàng ở nước này đã hạn chế việc rút tiền. Nhưng ông Saikali nói rằng ngân hàng của ông rất khác biệt vì mọi người đều có thể đến đây học hỏi, tham quan và thưởng thức. Nhà mốt Louis Vuitton đã khép lại tuần lễ thời trang Paris với những thiết kế dành cho phụ nữ mang phong cách vừa tinh nghịch vừa mang hơi hướng tương lai. Bộ sưu tập đã được trình diễn tại Bảo tàng Louvre. Bộ sưu tập với gam màu trung tính của giám đốc nghệ thuật Nicolas Ghesquiere, nhưng vẫn có một số điểm nhấn là những chiếc dây kéo to bản, các phụ kiện như giày, túi xách và bông tai, hay những chiếc thắt lưng mang đậm màu sắc của nhà mốt chuyên sản xuất vali và túi xách này. Đây là màn khép lại tuần lễ thời trang Paris vô cùng hoàn hảo. Tôi chỉ muốn đứng dậy, nhảy múa và đi catwalk cùng với các người mẫu. Đây thực sự là màn trình diễn tuyệt vời nhất tôi từng xem. Đây là một buổi biểu diễn ngoạn mục, nó rất mới mẻ, mỗi một bộ trang phục bước ra đều thăng cấp hơn bộ trước, thật sự rất tuyệt vời. Đến nhiều buổi diễn, có các ngôi sao khách mời như diễn viên Jaden Smith, ca sĩ Janet Jackson, công nương Charlene của công quốc Monaco và chủ tịch tập đoàn LVMH Bernard Arnault. Nhiều khách du lịch khi đến với Los Angeles đều muốn một lần chụp hình trước biểu tượng này ở đồi Hollywood. Năm 2023 sẽ là kỷ niệm 100 năm ngày tấm bảng hiệu mang tính biểu tượng của ngành công nghiệp giải trí nước Mỹ này được dựng lên. Công tác duy tu và làm mới đang được gấp rút tiến hành. Để tạo dáng vẻ mới cho bảng hiệu nổi tiếng này, các công nhân phải sử dụng gần 1.000 lít sơn trắng để sơn lại toàn bộ mặt tiền công trình. Công việc duy tu làm mới cả khu bảng hiệu mang tính biểu tượng của điện ảnh Mỹ này mất đến 8 tuần. Chúng tôi dùng nước áp lực cao để rửa các bề mặt, dùng máy mài để tẩy các vết hoen gì, sau đó làm sạch bề mặt và sau cùng mới sơn lại. Câu chuyện dòng chữ Hollywood trên sườn đồi Hollywood Hills khá thú vị. Ban đầu một công ty bất động sản đã dựng dòng chữ Hollywood Land lên để quảng bá các ngôi nhà và nền đất trong khu vực vào năm 1923. Sau gần 60 năm bị bỏ mặc cho mưa nắng, bảng hiệu ban đầu được thay thế vào năm 1978 bằng bảng hiệu Hollywood cho đến ngày nay và trở thành biểu tượng của điện ảnh, sau đó là của cả nền công nghiệp giải trí Mỹ. Hiện cứ 10 năm một lần, dòng bảng hiệu cao gần 14 mét này lại được sơn sửa lại. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự an toàn giao thông, bắt được hung thủ giết người ở Vĩnh Long. Hai xe khách giường nằm va chạm nhau, một xe bị lật xuống mương. Thưa quý vị, khoảng hơn 10 giờ trưa nay, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền hình thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, khiến một nam công nhân tử vong. Theo ghi nhận, công trình đang ở giai đoạn đổ bê tông, có dàn giáo và được chống đỡ bằng cột sắt. Thời điểm trên, trong lúc khoảng 4-5 công nhân đang đổ bê tông khu vực mái rộng khoảng 10m2, thì dàn giáo bất ngờ đổ sập. Anh Dương Hoàng Phúc, ngụ tỉnh Vĩnh Long bị thương, được đưa sang bệnh viện ở thành phố Cần Thơ cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
Cũng tại Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một đối tượng 18 tuổi về hành vi giết người. Trước đó, rạng sáng 2 tháng 10, Công an Vĩnh Long nhận tin báo về một vụ chết người không rõ nguyên nhân trên địa bàn xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Nạn nhân là một người đàn ông với nhiều vết thương trên người. Kết quả pháp y sau đó đã cho thấy đây là một vụ án mạng. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng, xác định đối tượng gây án là Kim Văn Khải, 18 tuổi, ngụ trên địa bàn tỉnh. Đến trưa hôm qua, Khải đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đã thu hồi tài sản là chiếc xe mô tô và hung khí gây án để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lợi dụng lúc nhân viên không chú ý, một thanh niên đã trộm nhiều món hàng bỏ vào túi ni lông rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc vừa xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và đoạn video clip vụ việc đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội trong hôm qua. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 10 tại cửa hàng Mini Stop trên đường Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nam thanh niên tranh thủ lúc nhân viên cửa hàng không chú ý, nhanh tay lấy trộm nhiều món trên các quầy hàng nhét vào trong người và một bao ni lông, sau đó nhanh chân chạy đi. Nhân viên cửa hàng ngay khi phát hiện sự việc đã báo với cơ quan chức năng. Đến tối ngày 3 tháng 10, khi nam thanh niên này quay trở lại cửa hàng để tiếp tục hành vi trộm cắp, thì bị các nhân viên giữ lại và báo công an. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Hữu Phước, 54 tuổi, từ thành phố Hồ Chí Minh về tới địa phương. Phước là đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn gần 2 triệu mét khối cát và đang bị Công an tỉnh An Giang truy nã. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, Phước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiền Sở Thượng, có trụ sở tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên. Từ 6 công ty trên, Phước đã xuất bán 997 tờ hóa đơn, ghi khống trên 1.903.000 mét khối cát cho 2 công ty của Lê Thanh Vân, 41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 102 tỷ đồng. Phước đã thu lợi trên 3 tỷ đồng, còn Vân đem bán số hóa đơn thu lợi trên 1,9 tỷ đồng. Khi bị phát hiện và trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã từ cuối tháng 8 vừa qua. Sau thời gian lẩn trốn, tối ngày 3 tháng 10, đối tượng đã bị bắt giữ tại bệnh viện 115. Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay tại thị trấn Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình. Một xe tải trong lúc lùi thiếu quan sát đã đụng trúng và khiến một phụ nữ tử vong. Thời điểm trên, người phụ nữ xách bao ve chai đi bộ trên đường trong lúc xe tải đang lùi nhưng không có phụ xe hướng dẫn tài xế. Do rơi vào điểm mù, tài xế đã cán trúng người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người dân trong khu vực cho biết nạn nhân có vấn đề về tâm lý, thường xuyên đi nhặt ve chai khắp vùng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý, điều tra tai nạn. Tại tỉnh Bình Phước, hai xe khách giường nằm đã bất ngờ tông nhau vào sáng nay. Một chiếc lao thẳng xuống mương đã gây ra cảnh hỗn loạn khi hàng chục hành khách cố đập kính xe để thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, chiếc xe khách giường nằm trên xe chở hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn đường cong thuộc thôn Sơn Lập, huyện Bù Đăng, phương tiện bất ngờ va chạm với một xe khách giường nằm khác chở theo nhiều hành khách đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến một xe lao thẳng và lật nghiêng xuống dưới mương. Hàng chục hành khách trên hai xe khách la hét, nhiều người đập kính xe thoát ra ngoài. Hậu quả một số hành khách bị thương nhẹ, cả hai xe khách đều hư hỏng nặng, kính xe vỡ nát. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo là thông tin cập nhật. Thưa quý vị, chiều nay theo giờ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo giải Nobel Hóa học năm 2022 đã thuộc về 3 nhà khoa học với công trình nghiên cứu về hóa học click, hóa học sinh trực giao. Các nhà khoa học Caroline Bertozzi người Mỹ, Morten Meldon người Đan Mạch và Barry Sharpless người Mỹ được trao giải Nobel nhờ sáng lập và phát triển các lĩnh vực hóa học click và hóa học sinh trực giao, tạo nên cuộc cách mạng trong cách thức các nhà hóa học nhìn nhận về việc ghép các phân tử lại với nhau. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, hóa học click cho phép các khối phân tử kết hợp với nhau nhanh chóng và hiệu quả thông qua phản ứng hóa học. Công cụ này được cho là có thể mang đến lợi ích thiết thực trong lĩnh vực phát triển dược phẩm. Ngày mai 6 tháng 10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố giải Nobel Văn học. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong một vụ lở tuyết hôm qua trên dãy Himalaya thuộc Ấn Độ. Cập nhật thông tin đến thời điểm hiện tại, đã có 14 người được giải cứu.
Theo Viện Leo Núi Nehru thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhóm leo núi gồm 34 học viên và 7 hướng dẫn viên gặp phải trận lở tuyết vào lúc 8 giờ 45 phút theo giờ địa phương tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Cảnh sát bang cho biết thêm vụ lở tuyết xảy ra tại dãy Gangotri thuộc vùng Galwan Himalaya. Theo lực lượng cứu hộ, chính quyền nhận tin về vụ việc vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày. Công cuộc giải cứu tạm ngưng trong đêm do thời tiết xấu, sau đó tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay. Không quân Ấn Độ cũng đã điều động trực thăng đến khu vực để hỗ trợ công tác giải cứu. Tuyết lở xảy ra phổ biến ở các khu vực miền núi của bang Uttarakhand. Vào năm 2021, một sông băng bị vỡ dẫn đến lũ quét đã khiến hơn 200 người thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai, cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối thật an lành. Xin kính chào tạm biệt.